Em á là bạn của bồ trước em. Hả? Em á là bạn của bồ trước em. Bạn của bồ trước cũng người bồ trước đó. Rồi sao Quyên? Thôi cái gu em á là không phải là bồ của vợ bạn em. Dạ em thấy cái gu bên này em thấy hơn. Không dạ bạn. Tức là mình nhảy vô liền không được. Mình phải xào. Như không phải xào. Mình phải xào qua xào lại từ từ nó dính cho mình nữa. Vợ em dữ lắm. Cái em mới nghiễm đầu thôi. Cái này mình làm mai cho thằng khác đi chứ để em thấy mặt cũng dữ quá. Ba chương trình này rồi chắc ba bạn em hận em lắm. Dạ có không hận đâu. Tại vì vợ em tánh dữ lắm. Dạ. Chửi lằn nhằn chửi tối ngày nên đâm ra giờ bạn em nói hên nó rõ tao quen chết tao rồi. Thôi là mày chết. Em xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Em tên Châu Tân Huy. Năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi. Dạ hiện tại thì công việc chính của em là nhân viên lái xe bên ngân hàng. Và ở đâu, quận mấy? Dạ hiện tại em đang ở quận 8. Rồi, giờ mời dạ. Vợ Huy. Thưa cô, thưa chú, con tên là Phạm Thị Hồng Trâm. Con làm sale kinh doanh bên bánh kẹo. Năm nay con 28 tuổi, con sinh năm 94. Ủa gì giờ quen nhau sao? Thôi bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau sao? Mà em biết vợ em á là bạn của bồ trước em. Hả? Vợ em á là bạn của bồ trước em. Bạn của bồ bạn trước cũng người bồ trước đó. Rồi sao Quyên? Đúng đó, vợ đó thì vợ em học lớp 11. Rồi đó thì cái gu em là không phải là bồ của vợ bạn em. Dạ em thấy cái gu bên này em thấy hơn. Bồ dạ. Vợ bạn có nghĩa là con bồ em có phải là gu em không? Không phải. Không phải. Mà cái gu là gu của nhỏ bồ em không phải là gu của em. Dạ. Mà con nhỏ bạn của bồ. Bồ em có nghĩa là con vợ của em á mới dạ. Là gu của em. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi sao nữa? Đi. Ôi, sao vui đó Quy, vui đó. Rồi dạ. Em mới đầu thì cũng để ý. Nói chung là mình cũng có dòm ngó đó. Bây giờ nhưng mà dòm đó thì mình cứ để đó. Coi như là mình để đó. Dạ. Thì lúc đó vợ em thì cũng chưa có quen ai hết. À. Thì em cũng làm mai cho bạn em. Em đang để ý nó mà sao em làm mai. Nói tại vì bạn... nếu mà mình nhảy vô liền thì không được nên mình phải xào. Như không phải xào. Mình phải xào qua xào lại từ từ nó dính cho mình được. Nên là em nói ở đây có ông anh này cũng bạn nhưng mà điều kiện nọ cũng ok lắm em. Ừ. Đó anh thấy được đó. Em cũng mới cáp kèo qua cho vợ em quen cái người đó. Nhưng mà em biết chắc là vợ em không chịu đâu. Tại sao vậy? Không, nó có phải gu của em không? Dạ không, không. Biết chắc là vợ không chịu. Xong rồi. Em làm mai tiếp nữa. Mai mấy người luôn. Mà xào vậy? Mai 2-3 người lận. Thì cuối cùng xào qua xào lại thì cuối cùng mình dính ông mai. Rồi cái ông dạ. Làm mai em á mà ổng cứ mấy người đó hẹn em đi cà phê đâu á là ổng đưa rước em đi với mấy người đó xong mình đưa rước về. Không có cho đi riêng. Lúc đó rồi lúc đó con bầu em nó làm sao? Hai đứa em thì nói chung thì nó cũng gọi là tình cảm nó cũng nhạt bớt rồi. Nhạt bớt. Thì đúng không là em cũng không có thương cái người đó nhiều lắm. Nói chung là lý nhỏ này nhiều hơn. Dạ lý nhiều hơn. Rồi á bé bạn đó có lúc nào mà hỏi em không? Có hỏi à, lúc đầu là ổng nói ổng thương em là em không có chịu. Em nói là em không có quen bồ bạn của người bạn của mình, không có quen bồ của bạn. Bồ của bạn mình. Ổng nói là mà anh với lại bé đó hết quen nhau rồi. Cái em nói là nhưng mà em cũng không thích quen nữa. Em không thích ông này thật. Ổng bề ngoài mình không có thích luôn á. Mà thay ổng tốt. Ổng tốt lắm, ổng thà, ổng hiền sao thì không biết sao mình thích nào mình không biết luôn. Mới đầu em quen vợ em á thì em nghĩ vợ em cái mặt vợ em dữ lắm. Cái em mới nghiễm đầu thôi. Cái này mình làm mai cho thằng khác đi chứ để em thấy mặt cũng dữ quá. Với lại mình dính cũng dân chơi thành điệu đồ đó mình thấy mình cũng sợ. Nhưng mà cuối cùng thì sau nhiều lần mà em gã người này em gã người kia không có được á. Cái em mới vô. Em mới vô. Em mới khám khóa thử coi giữ tới sao mới được. Đó thì cuối cùng phải giữ không? Sau một ngày đó thì em hẹn vợ em mình đi chơi. Em mới chui qua cái hầm Thủ Thiêm, lúc đó là vừa mới khánh thành. Em chạy chở vợ em đi chứ là lúc mà qua hầm á thì hai đứa vẫn bình thường. Mà khi mà quay về là em mới nói cho mượn cái tay cái coi. Vợ em nó cũng rung lắm nè, rung nè. Nói cho mượn cái tay nữa để cái coi. Vợ em mới lú lên thì em chụp vô. Là qua hầm xong rồi, quen nhau luôn. Qua hầm xong rồi, quen nhau luôn. Trời ơi, hầm. Vừa qua hầm lại tắm tay là không nhớ tắm liền. Bắt đầu là điện giật lên. Đó, em có tỏ tình bằng miệng luôn không? Nói là anh thương dạ, em hay là thích em này kia nọ. Em nói hồi đó vợ nhỏ lớn vợ anh thì xấu xấu thiệt, được cái gái cua không à. Nay đã là em làm anh cua ngược lại. Lần đầu tiên anh lần cua. Lần đầu tiên anh cua ngược lại em. Nên trái tim anh rất tan chảy. Nên trái tim anh rất tan chảy. Tim anh tan chảy vì cái vụ mà điện giật đó. Mình tới nói tới giờ mà chứ cũng còn rung. Làm nghĩa là nhớ là cái cảm giác đó lúc đó là mình đang bị rung. Cái lúc mà ổng nói mấy câu đó cái cảm giác còn sao? Dạ nó rất là mắc cỡ tại vì á thời mà giống như mình có bạn trai có tỏ tình hay là làm quen mình cũng quen á thì chỉ có nhắn tin thôi. Chứ không ai mà nói kiểu nói trước mặt ổng ngại trời ơi con mắc cỡ con ấy. Mà vừa nói vừa làm luôn mới ghê chứ. Ổng xem ổng hỏi ủa sao anh nói gì em không nói gì hết trơn. Em nói thì bây giờ anh có cái lỗ nào kim chua chứ em mắc cỡ quá em không biết nói gì luôn. Đúng ra là ổng làm mai cho bạn ổng coi như ba mối.
và cuối cùng là ổng vớt luôn. Thì qua chương trình này rồi chắc ba thằng bạn em hận em lắm. Dạ có, nó không hận đâu. Cảm ơn. Tại vì á, vợ em tánh dữ lắm. Dạ. Chửi lằn nhằn chửi tối ngày nên đâm ra giờ bạn em nói hên nó rõ tao quen là chết tao rồi. Thôi là mày vớt. Bạn em lúc nào cũng vậy, ra đường chơi là bao che em hết. Từ anh vớt luôn. Ai mà chửi em mà vợ em chửi lại. Còn những hạn trời mưa là vợ em lo em luôn. Tại sao? Tại vì tướng em ốm nè, vợ em ngồi trước chở em luôn. Bây giờ lo em luôn cả trời mưa cho luôn, cả trời nắng luôn. Từ đó giờ con quen á là mấy người mà tiền tướng bự không à. Không biết sao duyên nợ á, rồi thương người của nào trời cao của nó. Ban đầu nó nhịn mạo mưa đó. Thì nói chung thì trong 3 năm á, thì lúc đó em quen mới 2 năm thôi. Thật chất ra thì mình nghĩ do cái duyên mình, cái miệng mình chắc tốt quá. Mình cô gái, mình cô vợ mình chắc đúng rồi, vô ngay chỗ đó rồi. Thì mình nghĩ thôi kệ đó, mình cũng bỏ lơ. Tại vì cái thứ nhất là mình lo đi làm, lo công việc này nọ rồi mình cũng bỏ bê bạn gái mình. Mình không có dòm ngó tới. Vợ em nó đi làm, gặp người đó cũng 6 múi. Trời ơi chết em rồi, mà em được cái em có thằng em vợ rất ok. Là nó đi vô hết từ A đến Z luôn. Ví dụ mà vợ em mà có đi đâu hay là làm gì hay là trai lại tặng quà là nó báo em liền. Nói anh ơi, rồi 6 múi tới rồi anh ơi. Anh ơi 6 múi kìa, lại tặng dấu bự lắm, nó đưa cho má. Bắt đầu cái con mới vậy con. Lo chứ. Lo chứ sợ mất. Em thấy vậy cái em mới quay lại em nói chuyện. Lý do công việc của anh bận bịu nọ nên là em hốt liền. Tháng sau là hốt liền, cưới liền. Xin cưới luôn. Dạ, xin cưới liền. Người ta để được, để lâu quá là không được. Thì người ta tặng em bằng gấu bông. Không tặng em gì. Ông được cái là ông thực tế lắm, ông cần cái gì á, tiền là đưa hết cho vợ, cần cái gì là đưa thực tế cho vợ. Bông biết gì không, vợ không có tặng hết á. Xưa lúc mà em quen vợ em á thì vợ em thì không có gì tốn kém hết trơn. Mỗi ngày chỉ tốn 20.000 thôi. Sao vậy? Dễ lắm. Cứ sáng em từ nhà em ra thì khoảng mất từ 5 phút là em ghé cái xe mít đó, cái em mua 20.000 mít. Tạo đợi tới đó em kêu em ơi là xuống lấy đó cho mít, đó là mít 20.000. Cứ ngày 20.000 là mê liền. Và tình cảm cũng như mít thôi. Nó gắn liền cái tình yêu của các bạn. Không cần ăn gì hết, cần ăn mít thôi là được rồi. Đủ rồi. Nhưng mà cái lúc đó các bạn quyết định cưới nhau thì là kinh tế nó có khó khăn không? Dạ có. Hay là à, khó đúng không? Dạ có. Nhà cửa ảnh thì không có, chưa có ổn, không có ổn. Lo chứ. Nghề nghiệp không có, mà con giờ con lấy rồi con khổ rồi sao? Cái con nói nếu mà mẹ không cho con cưới là con lấy người khác lỡ con khổ rồi sao? Thì thôi giờ cho con lấy đi, con khổ con chịu. Thì thấy vậy ba mẹ cho lấy. Mà con cũng thấy quyết định của con giờ cũng đúng. Tại vì không tiền thật cô, nhưng mà ổng thương con chưa điều kiện. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ tính ra bữa nay là được 8 năm con. 8 năm rồi? Dạ. Có em bé chưa? Dạ tính ra con tới 4 em bé lận. Nhưng mà thật sự là còn duyên nói với tụi con chỉ có một em thôi. Được một tuổi rưỡi ở đây. Ủa tại sao vậy, con có thể chia sẻ kỹ không? Hai bé trước là con bị có túi thai, không có tim thai. Bé thứ ba là năm 27 á, con sanh được 4-4 ngày mất. Rồi bé bệnh. Dạ em bé con bị tim bẩm sinh. Cô thấy nè, thứ nhất á là con cứ nghĩ như vậy đi thì con sẽ bớt buồn, để mà còn bao nhiêu cái gì mà tốt nhất á mình dành cho cái đứa nhỏ. Bây giờ hai đứa đầu á, nếu mà bé chưa có tim thai thì có nghĩa lúc đó bé chỉ là cái phôi thôi, chưa phải là tượng hình. Nó giống như thai giả vậy. Đúng rồi, cho nên rằng mình quên hai cái đó đi thì mình sẽ nhẹ, tại vì chưa phải em bé. Rồi bao nhiêu bé kia cái số nó không được ở gần mình, nhưng mà con cứ nghĩ là nó đầu thai trở lại vô cái em bé mới đây. Dạ. Có nghĩa là con không có mất gì nhiều. Trời thương mà trời đã ban cho mình một em bé nữa. Dạ. Thì đó là một cái điều rất là quý giá. Phải là chúc mừng hai bạn, dù trong khó khăn vẫn có nhau, vẫn đồng hành với nhau. Đó rõ ràng là lựa chọn ha. Đã lựa chọn yêu thương là chắc chắn là lựa chọn hạnh phúc. Rồi thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đau buồn đi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần vui vẻ nào. Dạ. Tại vì Huy nó rất là vui. Đến cái phần này chắc chắn nó sẽ vui. Đó. Mấy năm ở với nhau thì có nhiều tật xấu không Huy? Vợ em á được cái là chửi nhiều. Chuyện gì mà chửi? Nói chung thì cảm thấy mà không dữ là chửi liền. Tại tính vợ em thì cũng kỹ tính lắm. Mà em thì hay quên đầu quên đuôi, nhiều khi cứ đi theo em hoài sau lưng. Cứ canh em me em, nhiều khi đi toilet cũng me nữa. Trời mà chửi trong toilet luôn hả? Chửi toilet luôn. Mà có ngày nào mà không chửi buồn không? Có chứ, bữa nào mà nếu mà vợ em á mà không chửi là em thấy buồn lắm, từ xưa tối ngủ cũng được. Khi chửi viết thành quen cái thói rồi, cái mình nhớ chửi cái mình ngủ ngon lắm.
Anh cảm giác vậy mà bữa nào mà vợ em á nha mà không chửi là bữa đó em nói chắc có chuyện gì đó, hay là hoặc là kêu anh đi anh, chồng với chồng nói thôi muốn gì thì nói đại đi chứ đừng có kêu mình thấy ngọt ngào là mình thấy nghi nghi vô rồi. Không á, em đi làm về tới nhà, vừa về tới nhà thì tôi dài chưa tháo ra là đã bị chửi rồi từ xa rồi. Nên đâm ra nhiều khi mình thấy nghe kêu anh em là thấy nó hơi kỳ kỳ, đánh vợ em xấu là cái vậy thôi. Dạ thích chửi chồng có hay ghen không? Có, dạ tại tài xế mà. Dạ có ghen không? Có ghen dữ không? Hả? Cái tánh em thì được cái hay ra đường mình cũng hay xạo 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 đó, cái kiểu giống như xạo xạo đó, thấy gái hay vậy vậy đó, người ra vẻ thì nó là người ra vẻ thì nó là đã quan tâm là hay gì đó thì bả trừng mắt cái em liền thì cái xây qua chửi trước mặt luôn chứ không có trừng. Không có trừng chứ, mang nhục chân. Mang nhục luôn chửi là mang nhục luôn chứ không có dạy như mình chửi là kiểu về nhà, ví dụ vợ em chịu về nhà chửi ok. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Nói chung là thay đổi tí là nhưng vợ em thì có thể là về gia đình, có thể là mình về hẳn như là vui vẻ với nhau đó, đừng có chửi quá, có thể là từ từ chửi thôi, để vô tắm cái, để vô tắm cái mình xả ra cái rồi chửi. Đang căng thẳng nữa vậy bị chửi. Bởi vậy em cũng bị dễ bị lực lắm, ăn cơm cũng dòm nữa, nhiều khi lỡ gớt hộp cơm đó, miệng mẻ rồi. Nhiều khi mình không để ý mình lồ hộp cơm gớt cũng chửi, vậy nhiều khi căng lắm. Căng đầu dữ lắm, lần em làm vậy em mới suy nghĩ rồi căng lắm. Nghĩa là chửi mà bớt lại thôi. Lúc nào mà đang căng thẳng quá thì dạ. Chửi. Có gì thì lo về nhà chửi, đừng có ra đường chửi băng nhục. Trời trời ơi với em đó. Dạ ổng sao? Ổng có tật xấu gì không? Chồng con hả? Chồng con được cái hay quên. Tự nhiên không mà cái gì con muốn chửi. Không, em cái quên đó là lý do anh bị tâm lý, em chửi anh đó. Cái đầu suy nghĩ là nhiều quá, sợ tâm lý chửi, biết quên. Tắm cho con cái khăn, giống như con hỏi cô hai bộ đồ, cỡ bộ đồ con để ra đi tắm đi. Bộ đồ đó để y chang đó, rồi đi te te hai cho con tắm xong rồi cái khăn tắm cũng để y chang chỗ đó. Con đi theo là giống như là để con dọn xong á. Chứ thật chứ cũng đâu có làm gì đâu. Dọn bãi chiến trường á. Dạ, chơi với con cũng chơi chút xíu à. Em như thương con lắm vậy. Sao về đây chơi ba thương này ba nhớ lắm. Cái chơi xíu nữa. Thôi dùng ba bệnh chơi với mẹ đi. Mày quậy quá tao mệt quá. Vậy đó con cũng cái gì cũng mẹ không à. Con mong muốn chồng con thay đổi điều gì nhất? Dạ chồng con thì nhớ chút xíu, không phải là muốn cằn nhằn đâu mà tại vì anh làm gì anh phải nhớ, anh làm xong để anh phải dọn đó, để tâm vô. Dạ đâu phải con bắt và làm công chuyện hết đâu, làm phụ vợ chút đỉnh thôi được không? Quý dễ mà, tâm lý em nặng lắm đó. Nói chung thì theo chương trình thì vợ em muốn em như vậy thì em sẽ gắng cố gắng thêm nữa, mình sẽ dòm ngó vợ con thêm cho nó dòm ngó dễ. Thôi bây giờ bữa nay nhân cơ hội này nè, đến với chương trình Vợ Chồng Son có điều gì muốn nói với vợ hay không? Nhất là sau những cái biến cố xảy ra, em đến với vợ em á, hai vợ chồng cùng đồng khổ với nhau, nên có những cái sự cố, những cái va chạm, thiếu thốn, mất tình cảm rất là nhiều. Nhưng mà tụi em cũng đã vượt qua với nhau, là em nghĩ là sự lựa chọn của em là đúng. Có một người phụ nữ kế bên chịu khó với mình, đồng cảm với mình, nên năm ra thì sự lựa chọn của em là em thấy là quá hạnh phúc. Dạ. Con không muốn nói gì chồng không? Em cảm ơn anh chịu đựng em, thương em, lựa chọn em đúng. Trời, nắm tay vợ hôn vợ cái đi, vợ xúc động quá trời luôn kìa. Chúc cho hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc nha. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thắng Mẫn, năm nay em 34 tuổi. Em công tác trong ngành ngân hàng. Chào Mẫn. Em ở quận mấy? Vợ chồng em thì đang ở quận 7. Quận 7. Thích quá à, thích cái huy hiệu mà cài ở trên cái áo vest quá luôn. Dạ em cảm ơn. Nó có ý gì không vậy? Dạ không ạ. Nó chỉ có đẹp thôi đúng không? Dạ, có chứ, có ý nghĩa chứ. Dạ hả? Dạ. Do vợ em thì chuẩn bị đồ cho em để đến quay ngày hôm nay á. Rồi thì bây giờ sao em mặc vậy thôi. Rồi bây giờ trước khi ý nghĩa ở chỗ là chính tay vợ là người đã chọn cái này để gắn lên cao vét của chồng đúng không? Đúng không? Hay là nó còn một ý nghĩa nào dạ, nữa? Dạ còn một ý nghĩa là anh luôn là hoàng tử bé trong tim em. Ô trời ơi, biểu tượng của hoàng tử. Dễ thương. Cái này là biểu tượng hoàng tử. Dễ thương hóa. Chị suối Liên nó mua nha. Trời ơi. Để Liên nó gài cho em trong chương trình Vợ Chồng Son này. Phải không? Ừ. Gắn một cái luôn. Em lúc nào cũng là hoàng tử bé trong lòng của Liên. Ủa sao chị không tặng em đi? Để mãi mãi em là một hoàng tử bé trong lòng của chị Một. Chị gửi cho em một cái huy hiệu mà có số 1 đi. Vậy hả? Là chị Một mãi trong tim em. Để suy nghĩ lại. Mà làm bằng vàng thiệt nha. Cái số 1 á là chờ vàng xuống đi rồi tính suy nghĩ. Vậy vậy. Rồi giờ mời em. Dạ, em tên là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là làm kinh doanh tự do. Ê bé Hoàng. Dạ. Cái tên của em mỗi lần Lưu mà Lưu Thị Khải Hoàng Xuân Nữ. Đó, cái tên của em mà mỗi lần mà kiểm tra đó em viết rồi nó đủ chỗ không? Dạ em viết thiếu chỗ nên là em phải xin giấy 2-3 lần lận.
mỗi lần tên gì mà dài sọc vậy? Dạ. À, không phải, thật sự anh thấy cái tên nó rất là lạ. Dạ. Hiểu không? Rất là dài. Mỗi lần mà làm giấy tờ chắc cũng hơi cực đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi nè, tiếp về cái tên thì tại vì phải tìm hiểu. À. Cái tên đó là ý tưởng của ba hay của mẹ? Dạ, cái tên này là vì em có hai chị em sinh đôi mà em là người chăm, là mẫu hệ. Thì cả nhà em là năm người kia là đều mang họ của ba. Thì chỉ có hai đứa sinh đôi con gái mang tên của mẹ. Thì mẹ nói là mang họ đó, mang họ mẹ phải không? Mang họ mẹ, thì mẹ kêu là để hai đứa sinh đôi mang họ mẹ thì mẹ đặt tên. Thì mẹ nói là tên Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng để cho cuộc đời là luôn luôn là có một sự chiến thắng Khải Hoàng để cuộc sống sau này nó tốt đẹp hơn. Tức là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Wow, nó tới 6 từ lận đó. 6 từ đó, bởi vì mỗi lần mà làm giấy tờ chắc viết là phải viết chữ nhỏ xíu. Hoặc là tràn qua cái phần khác luôn. Không, vậy là mình có thể đoán được, các em đoán được á. Là bạn này chắc là bạn để ý bạn này là chắc do cái tên. Đúng rồi. Đây nè, đi vô tiền, vô ngân hàng vay tiền hoặc là gửi tiền gì đó, Khải Hoàng đi vô coi vay như tiền, đúng coi không? Như đi vô ngân hàng gặp ông này đó, rồi xin cái tờ giấy nộp tiền hay là giấy rút tiền, hay là gửi tiết kiệm gì đó mà viết hoài cái tràn qua cái chữ khác mà bên ngân hàng là không có được, nó phải là chữ là phải coi như là chính xác đó, hay là tràn ra do cái gọi tên á, không hoài. Nó do gọi tên chứ, ghi xong cái bạn này bạn gọi Lưu Thị Xuân Nữ, không ai ra hết, không ai ra hết. Ừ, ngồi im vậy đó, xong rồi Khải Hoàng ca, không ai ra luôn, không ra là không ra. Cuối cùng bực quá, ai vậy? Ừ. Mà này xuất hiện, ai biểu đọc tên tôi lộn chi, từ đó để ý nhau đúng không? Dạ. Hai đứa quen nhau trong ngân hàng đúng không? Dạ không ạ, không có liên quan ạ. Vậy hả? Em thì học về chuyên ngành và làm trong ngân hàng, còn vợ em là bên chuyên ngành và bên điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ. Trước đây là cổ bên điều dưỡng, bây giờ kinh doanh tự do. Bây giờ kinh doanh gì? Chuyên về mặt hàng phong thủy ạ. Phong thủy. Vậy thì thủy em ơi, em biết câu bối không? Hoặc là đi chút xíu vô chị em mình gặp. hoặc là coi có hình tướng. Vậy mà hai tụi em quen nhau là vì vậy đó. Không? Có cái khả năng ngoại cảm đặc biệt á. Anh đang định hỏi á, đang định hỏi mà anh không nhớ cái từ. Là ngoại cảm á. Đó. Làm sao kể gì nghe coi. Hồi đó là em 26 tuổi á, thì em đi làm bên ngân hàng được 2 năm rồi. Cái đợt đó em gặp một cái sự cố ở trong, gọi là trong cái chỗ em ở trọ. Hồi đó nói chung cũng khổ, cũng nghèo nên là ở trọ bên Bình Thạnh. Thì một cái sự cố xảy ra là bị mất cắp ở trong phòng trọ. Là em? Thì mọi người nghĩ là em, nghĩ em là người lấy. Thì nói chung là mình cũng rất là khó chịu và... Đúng rồi. Tủi thân á, tủi thân mà ức nữa. Thì em mới lên cơ quan thì em kể với một người chị. Thì tâm sự với người chị đồng nghiệp thì chị nói là chị có bé em là học trò của cô của chị, thì cũng công tác trong bệnh viện với nhau. Thì em hỏi bé thử bé nó có giúp được gì cho em hay không. Thì em mới xin số điện thoại của vợ em. Thì chiều đó thì em mới điện cho cổ, thì vợ em bảo là đang bận, có gì sẽ gọi lại cho em sau. Thì tới tối thì cổ có điện cho em và em cũng kể ra cái sự việc là có một nhóm bạn ngủ phòng trọ với nhau, nhưng mà sáng ra thì một cái điện thoại rất là giá trị 18 triệu mà năm đó thì rất là lớn bị mất. Thì bây giờ mọi người lại nghĩ là Mẫn, nên là Mẫn rất là mong là Hoàng có cái gì xem hỗ trợ Mẫn được không. Thì Hoàng mới kêu là ok được, có gì ngày mai Hoàng sẽ ghé qua. Thì hôm sau thì Hoàng có ghé qua bên chỗ trọ của em, thì Hoàng mới nói ngay cái bạn mà lấy là ai. Thì Hoàng mới gọi là một nhóm ở cùng với nhau, thì Hoàng mới xử lý cái tình huống đó. Thì đâu xử lý sao? Có xét không? Sao lấy túi là xét. Dạ không, bạn đó đi về quê mất tiêu. Bạn đó đi bỏ về quê mất rồi. Thì Hoàng mới hướng dẫn cho tụi em, yêu cầu bạn đó phải quay ngược lại Sài Gòn. Và hôm đó thì có em, có bạn em, có bạn đó, và em kêu Hoàng qua. Thì Hoàng ngồi nói chuyện với cô bạn đó. Thì cô bạn đó nói chung là rất là gọi là bạn rung bởi vì Hoàng quét một cái là Hoàng biết hết về bạn đó như thế nào, gia cảnh ra sao, cuộc sống theo Hoàng nói hết. Hoàng kêu bây giờ tôi chỉ nói tới đây thôi, là bạn biết được là tôi biết hết rồi đấy. Nên là bây giờ chỉ còn bạn tự nói ra thôi. Rồi Hoàng mới nói với cái người bạn của em bị mất á, bây giờ tôi nói với bạn nè, bây giờ bạn có muốn lấy lại không thì bạn cứ lấy đi, còn tôi cho bạn biết luôn, nếu như bạn lấy thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ như thế này thôi, còn nếu như bạn chấp nhận bạn bỏ luôn, bạn bỏ cái điện thoại luôn, bạn không lấy lại nữa, coi như là mình mất nó đi. Thì sắp tới đây đi. Thì sắp tới đây bạn sẽ có một cuộc sống cực kỳ tốt hơn rất là nhiều. Hay quá. Thì cô bạn em đồng ý bỏ điện thoại và không chơi cùng với cô bạn đó nữa. Và xí xí cho hỏi cái em hỏi cái này cái cô bạn mất điện thoại đó bây giờ thì cuộc sống như thế nào? Quá giàu. Cũng có được
hai ba căn nhà ở Sài Gòn. Wow, đó là rất là khổ. Em và bạn đó nhà cũng nghèo y như nhau cả thôi. Và bây giờ cuộc sống của bạn cực kỳ là đầy đủ và trọn vẹn cùng với chồng con. Nhưng mà cái bạn mà lấy điện thoại là bạn đã thú nhận là bạn lấy rồi? Bạn không thú nhận, tại vì em luôn cho người ta một cái cơ hội. Có nghĩa là đôi khi người ta ăn trộm chưa chắc thì là người ta có ý xấu, mà đôi khi ở một cái phút nào đó mà người ta không vượt qua cái lòng tham của người ta, thì nếu mà chỉ vì một cái điện thoại mà làm cho bạn mất đi cái danh dự, uy tín của bạn thì em nghĩ nó không đáng. Thì ok, tôi cho bạn tới cái mức đó, lần sau bạn đừng có như vậy nữa, thì ông trời sẽ bù đắp cho bạn kia. Và em rất là vui vì bạn kia có một cái cuộc sống mà em tới em cũng không thể tưởng tượng được, là nó vượt qua cái sự tưởng tượng của em luôn. Và bây giờ cái bạn đó có nhớ ơn cái lời khuyên của em để có ngày hôm nay không? Và bây giờ hai gia đình vẫn còn có mối quan hệ không? Dạ, có. Em vẫn là bạn bè cùng với nhau. Bạn bè. Hay quá. Còn sự nhớ ơn á, thật ra em giúp một ai á, em không cần người ta nhớ ơn, mà chỉ cần là xung quanh em thấy tất cả mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc là em vui lắm đúng không? Dạ. Rồi chị hỏi nè, sau cái hôm mà em giúp cho chồng em á, thì là hai đứa có nảy sinh tình cảm ngay cái hôm đó hay không, hay là phải thời gian sau rồi mới thích nhau? Dạ, thật ra lúc mà em giúp bạn này xong á, là lúc đó em nói là tôi giúp là tôi không có cần trả ơn gì hết, cho tôi ăn một bữa cơm và uống ly cà phê là xong chuyện. Cái lần thứ hai ổng lại mời cà phê nữa, xong em nói là sao nhìn mặt thằng này tội quá, chắc là có số chết yểu, 31 tuổi là chết. Trời. Xong em nói là trời ơi, một người tốt bụng dễ thương vậy tại sao lại chết sớm. Thôi bây giờ là đầu tiên mình sẽ làm mai cho. Lúc đó em rất là tự ti về bản thân. Và em lại nghĩ là mình là người chăm, mà ổng là xung quanh toàn là người hot girl, mà là còn có công việc ổn định nữa. Thì em không bao giờ em nghĩ luôn. Cái em mới giới thiệu cho ảnh một cô bé sinh viên luật cũng rất là dễ thương. Ảnh đi chơi một lần, hôm sau ảnh nói là tôi không có thích bé này lắm, lần sau đi chơi đó, một mình tôi đi với bà thì được. Đi lần thứ ba thì em nói là thích người ta mà không dám nói, không dám nói thì thôi tôi đi tôi nói luôn. Xong em hỏi ông có người yêu chưa, ông nói chưa, chưa thì thử quen tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi. Xong bây giờ mình thử làm người yêu giả nha. Tức là em chủ động luôn? Dạ, em chủ động trong vòng một tuần là làm người yêu giả. Xong em nói hôn tôi đi, thử hôn đi có cảm giác không? Không. Dạ có chứ. Không phải anh kể đi. Sao không kể đi? Dạ thì hồi đó là thực ra là gặp Hoàng thì em cũng rất là mến, thiện cảm, vì Hoàng có một cái ngoại cảm chia sẻ được nhiều thứ cùng với em, nên là em mời đi cà phê đâu đó 2-3 lần á, thì tự nhiên mình thấy rất là quý cô này, hiền lành thật thà và không có một cái sự toan tính vụ lợi gì trong suy nghĩ của cô hết. Nhưng mà em chị muốn biết cái cảm xúc của em lúc mà bạn giúp em cái hôm đó đó, tại vì chắc chắn là thì em ngưỡng cái mộ. Người mà đã giải tỏa được cho em những cái ấm ức, những cái bực mình, những cái đúng không? Thì là đầu tiên á thì mình sẽ cảm giác là ở bên bạn này mình an toàn nè, đúng không? Đúng rồi. Tức là chỉ là ngưỡng mộ thôi, ngoài ra còn cái tình cảm gì nữa không? Chưa. Hôm đó thì mới chỉ là cái bạn này hay quá, thì em với cô bạn của em đi cảm ơn. Lần đầu tiên là hai đứa đi chung, nhưng mà lần sau thì em rủ riêng. Rồi bây giờ tới cái phần cô ấy kêu mình hung đó. Rồi mình... đi cà phê. Hung liền không? Chưa, đi cà phê. Chưa. Đi cà phê mấy lần thì cũng quen, trong cái đoạn nó cổ giới thiệu bé em này kia thì không chịu, không chịu. Thì em mới quen cổ, thì cổ mới nói là thôi làm người yêu tôi đi, được thì quen, được thì cưới, không được thì thôi, tôi không có bắt đền gì ông hết trơn á. Sốc không? Lúc đó nghe sốc không? Cái mãi chứ cũng không sốc, em thấy mến rồi nên thì ok làm người yêu thử. Nhưng mà nó không có đến mức là mình yêu nhau quá, cuồng nhiệt quá để mình chụp mình hung hay là cái gì, mà em cũng chỉ là từ từ thôi, nắm tay đi chơi thôi, thì cổ lại đề xuất là hung. Thì cổ chủ động thì em cũng hung thử. Hung liền không hay là có một chút gì đó suy nghĩ? Suy nghĩ chút xíu quá rồi hung ngay thôi. Hung má, hung môi? Hung môi luôn. Rồi hung cũng lâu lắm. Hung lâu không? Hung mà cổ không chịu rời ra. Em cũng ngại quá mà em cũng giữ im luôn. Cái nó lâu lắm, nó lâu mà cái môi em nó bị đau luôn. Nó có hơi bị sưng lên sao á. Cái môi sưng luôn. Là cô ấy cuồng nhiệt quá. Nó lâu quá. Ý là một xíu thôi rồi mình ngưng lại. Đây nó lâu quá nên nó hơi bị đau. Đấy, thì đó là hung nhau cái lần đầu tiên. Mà em có cảm xúc không? Dạ, nó giống như là va chạm thôi. Rồi cũng không lâu quá thì thấy thì nó hồi hộp, tự nhiên máu nó dồi lên, nó nhồi lên, nó hồi hộp, nó tăng lên dần dần. Lúc đầu thì có cảm xúc nhưng mà hung lâu quá cho nên nó cảm thấy đau. Tại vì cái môi nó mém sưng, bị cắn, bị cắn quá. Cắn. Mà có nhớ cái thời gian hung vậy? Không có cắn đâu. Không có cắn nhưng mà nghĩa là hút không biết nói sao. Nó cứ mạnh quá đó, nó cứ giữ lâu quá. Nó giữ vào nó lâu quá thì cái môi, tại vì cái môi này cũng hơi dày cho nên đúng rồi, cái môi nó hơi dày. Nhưng mà có nhớ là mấy phút không? Chắc cũng vài phút. Dạ, nói chung là em muốn cho ảnh thoát ra và cảm nhận được cái nụ hôn chân thành là như thế nào. Chứ thật ra em lúc đó thật ra em cũng không có yêu ảnh, chưa có yêu, mà giống như em muốn nói giúp đó ảnh. Đúng rồi, mục đích chính là đầu tiên là em thấy ảnh mạnh yếu,
và em muốn giúp ảnh, là đầu tiên là em đề nghị là giúp đỡ. Sau đó em về em nằm mơ. Em nằm mơ thấy ổng với em nằm chung chiếu, là bên em mà đã nằm chung chiếu với nhau là chỉ có vợ chồng. Cái em nói là quá lạ, sao lại giấc mơ kỳ cục như vậy. Rồi đêm thứ hai nằm mơ nữa là em gặp ảnh, em kể cho giấc mơ, em nói là bên em mà nằm mơ thấy nằm chung chiếu là có duyên vợ chồng tiền định rồi đó. Sau đó là em đề nghị với ổng là bây giờ tôi không có quen chơi nữa, và hồi xưa giờ tôi không có làm một cái gì mà cái kiểu chơi, tôi rất là nghiêm túc, bây giờ là người yêu thiệt luôn nè, bây giờ là tôi sẽ làm một bài thơ để cho tôi xác nhận mối quan hệ này, và tôi post lên Facebook cho tất cả mọi người biết là tôi đã có người yêu. À, xong em sáng tác một bài thơ để xác lập cái vấn đề đó. Còn nhớ mấy câu trong bài thơ? Dạ có. Đọc một vài câu cho anh nghe đi. Anh mang nụ cười của phố núi, em miễn nụ cười của biển xanh. Đôi tay anh dịu vời chân thành, nắm chặt tay em sao nhỏ bé. Núi sẽ xanh cây, biển chiều hát, em cười thầm sẽ mãi yêu anh. Bao giờ cà phê hoa nở trắng, em theo anh về phố núi quê anh. Hay quá, vỗ tay quý vị ông Phim Trường ơi. Hay quá. Phố núi quê anh, à có nghĩa là em ở đâu? Em ở Gia Lai. Gia Lai, à, ở em dưới biển là ở đâu? Dạ ở Ninh Thuận. Ở Ninh Thuận mà, người Chăm, vùng biển. Ê nhưng mà anh hỏi nghe, anh tò mò nha. Cái mệnh của anh là mệnh yểu. Dạ. Em nói là 31 tuổi là ổng chết, dạ, đúng không? Dạ. Vậy thì cái nụ hôn đó, cái nụ hôn mà em chủ động đó mà nó kéo dài như vậy á, có phải là do em biết rằng là cái nụ hôn nó sẽ hóa giải cái mệnh yểu của anh không? Dạ thật ra cái nụ hôn đó nó chỉ là ngừng lại cái quá trình đó thôi. Còn để hóa giải vấn đề đó là khi em lấy ảnh, thì cái điều mà em nói 31 tuổi, anh luôn kêu em là bị khùng, bị thần kinh, chút ngày chửi em vậy không mà. Thì á, là đúng vào cái hôm sinh nhật 31 tuổi của ảnh, thì anh ăn cái gì em không biết, tự nhiên anh bị ngộ độc thức ăn mà người lạnh hết luôn. Thì em nhìn thấy cái hồn phách ảnh á, là giống như là không còn cái gì, chỉ là còn cái xác thôi. Thì em sờ vào chân nó lạnh ngắt, mà em làm cái gì cũng không tỉnh. Thì em nói rồi, chẳng lẽ cái điều đó nó xảy ra. Thì em mới đi lấy một cái tô nước, thì em khấn niệm, sau đó em lấy cái nước đó em bôi khắp người ảnh, và em giống như là vuốt để năng lượng ảnh lên á. Thì tự nhiên cái tô nước đó nó biến thành màu đen và có một cái chiếc lá xuất hiện trên đó luôn. Thì sau đó là anh vẫn không tỉnh. Thế là em mới ấn lật ngược ảnh lại. Em ấn vào phía sau lưng ảnh, em nói là tuổi thọ của em rất là nhiều, mà em cũng không cần sống nhiều trên cuộc đời này làm gì. Em truyền cho ảnh, xin nguyện ơn trên rút 10 năm tuổi thọ của em cho ảnh. Thì khi mà em vừa dứt lời nghe, tự nhiên em cảm giác là người em bị rút ra đó. Nó rút mạnh và nhanh á. Em ngất xỉu luôn. Và em xỉu là lúc đó là 4 giờ chiều. Em với ảnh mình xỉu tới 7 giờ tối là hai vợ chồng cùng tỉnh dậy luôn. Và sau cái điều đó là tự nhiên em cảm giác em già đi so với cái cùng hai vợ chồng độ tuổi. Và tóc em cũng bạc hơn nhiều so với độ tuổi. Có nghĩa là em chia cho ảnh rồi đúng không? Hai vợ chồng cùng xỉu từ 4 giờ tới 7 giờ luôn. Là 3 tiếng đó là cái gì? Rồi cùng tỉnh một lúc. Bây giờ thì là em là bao nhiêu tuổi rồi? Vợ chồng em bằng tuổi nhau là 34 tuổi. 34 tuổi. Là 3 năm. Như vậy là sao, anh muốn biết là sau khi anh tỉnh dậy, em thấy cô gái này nằm kế bên mình, thì cái điều đầu tiên em cảm nhận đó là điều gì? Thấy tội cho cổ, cho vợ em. Nhưng mà em có biết là vợ em đúng, có truyền biết truyền cho em. Bởi vì cái câu của cổ em không đừ thôi, em như tử thôi, nhưng mà em yêu cầu vợ em là chở em đi bệnh viện đi. Mà vợ em có một cái là cổ không có, cổ nó hơi thiên về tâm linh nhiều lắm. Thì cổ kêu không, cái này không có khoa học đâu. Mà đúng em ở với vợ em nhiều năm thì em biết. Thì thôi em để cho cô, cho vợ em xử lý luôn. Thì em tỉnh thì em thấy vợ em nằm đó, thì em biết. Xúc động, đúng không? Xúc động. Nhưng mà cái chuyện mà cô ấy đánh đổi cái tuổi thọ của mình á, để mà muốn giảm thọ mình mà để tăng thọ cho em á, là cái điều khấn đó là cổ khấn trong lòng, chứ cô đâu có nói ra, đúng không? À, sau đó thì vợ em có nói với em, có kể và cho khi nghe. Thì cô thật... cổ kể cho em nghe cái điều đó, em thấy như sao? Thấy tội cho vợ mình, và thấy mình thương vợ mình rất là nhiều. Nên là lý do vì sao mà mọi người hay hỏi em tại sao rất là thương vợ như vậy, là vì em biết được cổ đã làm những gì cho em, dành những gì cho em tốt nhất. Anh thấy Khải Hoàng rất là xúc động. Thương mà hay cãi quá. Hay cãi rồi hay cái kiểu là chống đối em á. Mà em nói với anh rồi, đừng có chống đối em. Anh không chống đối em á, là anh muốn cái gì cũng được. Và thật nghiêm cấm kêu em bị khùng. Bởi vì tất cả những điều em chứng minh cho anh, nó đều xảy ra, chứ không phải là em nói vô lấy. Ví dụ giống như là cái đợt Covid mà thành phố niêm phong đây, trước khi thành phố niêm phong là em thông báo cho anh là một tháng nữa thành phố sẽ ra lệnh niêm phong. Bây giờ là ở nhà yêu cầu em về quê, nhưng mà anh đi làm việc anh không có nghỉ được. Nếu em đây chắc chắn anh sẽ dính dịch ở đây, mà không có em là nó là một cái trận dịch phong thủy nữa.
người ta sẽ bắt anh đi mắt và em chấp nhận ở đây cùng với anh. Thì đúng một tuần là thành phố niêm phong thiệt. Thì đúng lúc đó là nhà em có một bà cô bảo giúp việc vô. Thì khi mà bà cô giúp việc vô thì được có 20 ngày à. Mà bà cô nghe tiếng ho, em nghe tiếng ho em sẽ cảm nhận được ngay. Em nói anh ơi, lúc đó là thành phố chưa có bùng. Anh ơi cô này bị Covid rồi. Cái ổng với em cãi nhau long trời lở đất, kêu em bị thần kinh. Rồi cô có đi đâu đâu mà kêu Covid, mà Covid chưa có gì mà Covid gì. Xong em mới kêu á là cãi nhau làm gì, bây giờ anh muốn khoa học đúng không, anh ra ngoài tiệm thuốc mua que test về test đây. Test ra cô đó là vừa đút vô là lên veo một cái luôn. Thử ba que liên tục hai vạch. Hai vợ chồng em, cả nhà em, lúc đó em đang mang bầu 6 tháng nữa. Hai đứa con nhỏ 1 tuổi, một đứa 5 tuổi nữa. Thì cả nhà em đều không bị. Thì vừa nghe tin em vậy, ổng sợ quá, ổng gọi điện cho tất cả các cơ quan chức năng nhưng mà không ai tiếp nhận hết á. Thì bà cô này mới khóc lóc nói là con ơi, cô vừa mới gặp con đầu tiên là cô cảm nhận con rất là đặc biệt. Bây giờ con mà thả cô ra là cô chết ở ngoài đường. Con cứu cô đi. Thì ông này mới kêu là thôi em đang mang bầu nữa, em giúp cô để sau này là em sanh thì là cô chăm em lại. Xong em mới nói với cô á, nếu mà cô tin con á thì trong vòng một tuần con chăm cho cô hết Covid. Bây giờ cô vác quần áo lên trên lầu đi, cô ở đó mọi thứ ở ngoài con lo cho cô hết. Thì sáng sớm là em sẽ dậy em làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Em lên một cái lịch chăm sóc mà chuẩn 5 sao cho cô luôn. Sáng là em dậy em nấu đồ ăn sáng, sau đó là lên kế hoạch tập thể dục cho cô, hướng dẫn cô hít thở, nghe thiền, rồi nghe những cái chú dược sư gì đó. Ngày nào cũng phải nghe chú dược sư. Xong đó rồi nấu ăn uống buổi trưa là buổi trưa, buổi sáng, buổi sáng, buổi xế, buổi xế. Chăm tới đúng ngày thứ 7 là test là cô mờ mờ. Thì vô tình em lên trên mạng thấy cô kêu quá là cô cần sự giúp đỡ mì gói nước mắm muối gì đó. Thì em mới nổi điên lên, cái tính của em cũng rất là nóng tính. Em nổi điên lên em nói là tại sao có một cái con người quá tham lam như vậy. Ở đây tổ yến em còn dám nấu cho cô ăn. Cô có thiếu mì tôm đâu mà cô đi xin mì tôm em vậy. Đó thể hiện là sự tham lam quá mức. Thì hỏi cô là tại sao cô làm vậy. Cô nói là cô xin để cho con cô nữa. Em mới nói con của cô là có cuộc sống của nó. Và nó lớn rồi, nó muốn ăn thì nó phải đi làm. Chứ cô không thể đi. Con thì nhẫn nhơ để mẹ đi phụ việc mà ha, ở đây còn đổ bệnh chưa một đứa nào có hỏi thăm mà còn đi xin đồ ăn cho nó, con không chấp nhận. Thì mới bàn bạc với ông Mẫn á, là ngay lúc đầu trước khi em giúp cô này là giấc mơ tới với em, nói em không được giúp người này. Giúp người này em sẽ kiệt sức rồi, và em sẽ sảy thai sớm và cả nhà em đều bị trừng phạt. Thì ổng thuyết phục em dữ quá, ổng nói thôi tội người ta. Rồi em suy nghĩ thôi chị, nhưng mà bây giờ cuối cùng là cô hết bệnh không? Cô hết bệnh, hết bệnh luôn. Rồi cô có làm tiếp với nhà em dạ không? Vừa nghe tin hết bệnh đó hả, là cô dọn đồ, cô dọn đi đồ bỏ đi ngay. Là cái ngày mà cô hết bệnh rồi, là ngày tụi em dương tính đúng không? Nên là khi mà cô vừa hết bệnh cái tụi em dương tính cái là cô dọn đồ. Em mới kêu là cô ơi, cô đừng có làm vậy với con, cô làm vậy bây giờ không ai phụ con, vợ con đang mang bầu tới 6 tháng rồi, tội tụi con cô ơi. Cô mới kêu là bây giờ cô đang bị đau đầu nhức óc rồi, cháu cô nó qua tới nơi rồi, cô phải đi chứ cô ở đây được, cô ở đây nữa là cô chết trong nhà con á. Để họ mới kêu để đi đi, không nói được đâu, để đi. Mà cô ngồi cô tính ra từng ngày bao nhiêu tiền, mà trong khi là cô ở là 10 ngày mà vợ em chăm là không tiếc một cái gì với cô. Thì tụi em ok tính đầy đủ cho cô đi. Và cho cô đi. Thì lúc đó là vợ chồng em là tự cứu nhau trong nhà. Lúc đó gọi cho bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương gì là đều lắc đầu hết, kêu là chỉ có thể là khi nào mà vợ em là cảm giác là muốn đẻ đó, thì đem qua đó, chứ còn bây giờ qua đó mà nằm điều trị là không có chỗ. Và không có điều trị và không có thuốc đặc trị hết á. Nên là tụi em cứ ở nhà. Rồi anh biết cái hoàn cảnh đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì em bé thì như thế nào? Khỏe mạnh, đang ở đây luôn nè. Ôi chúc mừng. Vậy là ba đứa đúng không? Dạ. Trời ơi, chồng. Thôi vậy thì tốt quá rồi. Trời ơi, cái gì cũng muốn chủ động hết mà chị. Cái chuyện của hai bạn này á, nó giống như là một cái câu chuyện mà ở trong một kịch bản kịch hay là một trong một cái bộ phim á. Đúng rồi. Trong một bộ phim á, nhưng mà tụi em kể từ ngày bắt đầu chuẩn bị cưới tới giờ là nó rất là. Thật ra như thế này, rất muốn tìm hiểu về câu chuyện của các bạn trong nó như trong cổ tích như thế nào để chia sẻ với khán giả, nhưng mà tiếc là thời lượng nó có hạn. Nên không thể là chúng ta có thể ngồi kể chuyện với nhau thật là nhiều như vậy. Thôi bây giờ chúng ta đi đến những cái phần nào mà nó thực sự là nó ấn tượng á. Ví dụ như là anh được biết là em là hoàn toàn chủ động. Vậy thì cái việc mà đưa nhau về nhà thì em có chủ động đưa ổng về nhà gặp ba mẹ em không? Dạ em đưa ảnh về ba mẹ em không có chịu. Thì em nói với ổng á là em nói với mẹ em trước. Mẹ em kêu là em mà lấy ổng thì mẹ em sẽ không chấp nhận mẹ em chết gì đó. Thì em nói với mẹ em á, tất cả mọi thứ con đều có thể nghe lời mẹ, nhưng mà riêng tình yêu đó là cảm xúc, và con sẽ là người sống với ảnh. Nếu ngày hôm nay con nghe lời mẹ, ngày hôm sau mẹ sẽ khóc vì cuộc sống con buồn tủi. Nếu ngày hôm sau mẹ thấy con hạnh phúc,
mẹ sẽ cười suốt cuộc đời còn lại. Là em thì, nói với mẹ. Dạ. Ừ. Thì cái cuộc hôn nhân này nè, con cảm thấy ảnh cho con một cái sự tin tưởng và bình an. Ừ. Còn mẹ không chịu. Có một lần em vắt ba lô đi ra khỏi nhà, em kêu ảnh đi, mẹ không chịu thầy đi ra trong đêm luôn. Em dắt ảnh đi y như vậy đó. Ủa lúc đó là mẹ ở đâu? Mẹ đang ở trong nhà luôn. Mà ở đâu? Ninh Thuận hay là ở thành phố? Dạ ở Ninh Thuận luôn. Hôm đó là cổ kêu em về để mà xin phép nói với đi ra mắt với còn, nhà cổ á. Còn em thì sao? Em đưa cổ về nhà em thì sao? Mẹ có chịu không? Dạ cũng không. Do là vậy nè, tụi em quen nhau được 3 tháng thì cổ yêu cầu dắt về xin cưới, thì em mới kêu là trời ơi không được đâu. Ít nhất phải 2 đến 3 năm kìa. Bây giờ này không có một cái gì hết. Thì cổ mới kêu là nếu như anh đợi cho có thì anh đợi bao lâu, anh nói cho em đi, bây giờ anh nói đi là bao lâu. Thì em mới kêu là thì 2-3 năm. Cổ kêu vậy thì stop, dừng cái mối quan hệ này lại, không tiếp tục nữa. Bởi vì là 2-3 năm nữa em sẽ cũng chưa biết nó đi về đâu hết. Còn bây giờ được thì vợ chồng mình cứ về chung một nhà còn tiết kiệm hơn được nữa. Thì cổ dọn đồ, cổ kêu là cổ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không cho bao giờ em nhìn thấy cổ nữa. Cổ sẽ chuyển đi một nơi khác ở. Sợ chứ đúng không? Sợ quá kêu thôi bình tĩnh được rồi, để em dắt về nhà. Thì đó là em dắt về nhà ba má em. Thì trước đó khoảng 2 tháng thì ba má em có vô Sài Gòn ghé phòng trọ em chơi thì có gặp cổ. Hôm đó là cổ cũng xuất hiện là gọi là tút mình xíu để mà gặp ba mẹ em á. Thì cổ có ra ở quận nhất á, cổ đi hớt tóc. Cổ nhắn cho em là cổ hớt 50.000. Em nói ủa sao phụ nữ mà hớt tóc mà 50.000. Em cũng lạ trong người mà em nghĩ là chắc không sao đâu. Trời ơi về á y như người ta ấp cái tô lên đầu cổ á, mà họ cắt một cái vòng tròn vậy nè, mà cắt sao sởn luôn cái chân mày cổ luôn, nhìn y như là một người. Nên em lý do vậy, lý do mà em đã cố tình em cắt vậy? Dạ không phải, em nghĩ là mình cần phải làm đẹp, mà em nhìn cái chú đó em thấy là ô chú này cũng tội, nên em đâu có bắt đèn gì đâu chú. Thường thường người ta sẽ bắt đèn đấy, bởi vì mái tóc em đen rất là đẹp, em chỉ là đang đi chỉnh chu lại thôi. Mà cắt sao mà thành y như ngố mà nhìn mấy cái bức hình đó. Mai ca đó. Đúng rồi. Mà đã vậy là không có chân mày nữa. Cắt mất cái chân mày bên này. Thế là em kêu thôi chết rồi, về gặp ba má là chết rồi Hoàng ơi. Thế là ba mẹ em vô thì em cũng kêu là em đang quen này, nhưng mà ba mẹ em cũng không có muốn nhìn luôn. Tại vì nhìn rất là người trốn chạy tâm thần quá, không hiểu thằng Mẫn, thôi kệ nó đi, chắc là nó quen cho vui 3 bữa thôi, thì kệ nó, ba mẹ em quan tâm. Đúng ngày hôm đó thì em lại dắt cổ về nhà. Cái ba mẹ cũng sợ rồi, em cảm nhận được trong người ba mẹ em cũng sợ. Nhìn thấy sợ ăn đó. Cơm xong thì cổ mới nhéo em, cổ kêu là kêu ba má lên phòng khách nói chuyện. Cái em sợ, em kêu thì em cũng kêu lên phòng khách, cái cổ kêu em là nói đi. Em không nói được một lời nào hết, tự nhiên em thấy ba, bởi vì là em đoán được ba mẹ em đang hiểu cái chuyện gì, nên là em thấy ông bà rất là căng thẳng. Thì tự nhiên thấy ba mẹ mình đang không muốn nghe những cái điều mình sắp nói đó. Em không dám nói, y như ai mà bóp cổ em đó. Em cứ nói lên là em cứ em ho miết luôn, cái cổ mới kêu thôi anh Mẫn không nói được thì con nói. Thì tụi con cũng quen nhau được mấy tháng rồi, thì bây giờ con xin phép hai bác là tụi con về xin phép hai bác tụi con cưới nhau. Có nghĩa là em ấy mở lời giùm em luôn. Nói hết luôn, là mẹ em là tái mét không còn một máu luôn. Em nhìn là em biết ngay, ba em là ngồi thẳng thờ ra luôn. Thì mẹ em ngồi không khí nó ảm đạm lâu quá, y như là đây ba em đây, mẹ em đây, rồi tụi em đây, y ngồi y vậy luôn nè. Cái là hai ông bà ngồi gục mặt im ru một cái vậy. Xong không khí lâu quá thì mẹ em mới nói thì hai đứa lớn rồi thì quyết sao thì ba mẹ nghe vậy thôi. Cái gì ba em mới kêu là vậy thì ý Mẫn sao? Con là con gái mà con ra nhà bác con nói vậy thì thôi bác cũng có biết nói gì hơn. Thì bây giờ ý Mẫn sao con? Cầm thì em mới kêu là dạ thì ý Hoàng vậy, con cũng vậy á. Con cũng xin phép cưới. Cái ba mẹ mới kiểu là nói cho qua á. Em cảm nhận rất rõ ràng. Vậy hai đứa tự quyết, tự chọn đi, tự làm đi. Rồi xong là kết thúc ngày hôm đó, là ngày hôm sau tụi em bắt xe đi về Ninh Thuận. Là mẹ cũng không chịu nhà, đuổi cổ đi luôn. Cái cổ xách ba lô cổ đi, cổ kêu em theo. Em kêu chết rồi Hoàng ơi, hồi giờ em là một đứa rất là ngoan, em rất là hiền lành và không bao giờ làm một cái gì mà trái ý như thế này. Em kêu Hoàng ơi bình tĩnh em ơi, đừng làm vậy em ơi. Em nghe mọi người đang nói tiếng Chăm với nhau, nhưng mà một cái sự căng thẳng diễn ra trong gia đình thì em đoán được cái nội dung là không ưng em rồi. Nhưng mà giờ không biết làm sao hết, em sợ quá. Em kéo lại thì ba của Khải Hoàng rất là dễ thương, bác rất là hiền. Thì em chụp bác, em kêu bác ơi chú ơi không sao đâu, để con nói Khải Hoàng. Thì bác ra bác thuyết phục, thì hai cha con thuyết phục Hoàng thì đi vô nhà ngủ một đêm. Xong rồi nói chung là mẹ Hoàng vẫn không có ưng, muốn làm gì đi ra ngoài làm, và sẽ không có bao giờ có một cái gì được tổ chức ở đây hết. Ủa nghĩa là hai bên nhân. Nhưng mà cho đến cái lúc mà tụi em cưới nhau á, thì lúc cả hai bên đã đều đồng ý chưa, hay là tới cái ngày cưới á, ví dụ ngày mai là ngày cưới đi, thì hôm nay đó ba em nói là Mẫn ơi ba hỏi một lần cuối cùng nè, con có muốn cưới hay không? Nếu như không thì ba sẽ hủy cho, con không có gì phải ngại hết, con không có gì phải xấu hổ hết á. Em mới kêu là ba ơi sao ngày mai cưới mà ba nói tùm bậy tùm bạ vậy, cái này con lớn rồi con tự quyết định được. Ba con kêu ok vậy thì cứ vậy mà làm. Thì ngày hôm mà bên gia đình của cô Hoàng thì sao? Bên gia đình của Hoàng thì ba mẹ thì sao? Có ba ghé qua thôi, có ba mẹ và mẹ vẫn không đồng ý. Mà cho chứ bây giờ thì đồng ý chưa? Đồng giờ thì bây giờ thì cả hai bên đều suôn sẻ ok hết rồi đúng không? Một ba đứa rồi chị. Có những gia đình đó
em biết có con rồi cũng vẫn vậy chưa vậy? Em quên hả, mình còn phải ở đây để mình chia sẻ, mình năn nỉ giùm nó, em quên hả? Đó đó không? Dạ, cho nên là lại vui vẻ. Giờ mẹ em thương ổng lắm, mẹ em kêu quá là trời ơi chưa bao giờ á là có ai mà bóc thuốc cho mẹ uống rồi chăm chút để ấy từng ly từng tấy. Nên là giờ mẹ thay đổi suy nghĩ. Cái ngày cưới mà gia đình bên chồng đầy đủ mà bên mình thì lại không có mẹ đi, một người phụ nữ rất quan trọng trong đời mình. Thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó là em cảm giác rất là tủi thân. Và cảm giác giống như là tại sao mẹ có thể cố chấp như vậy. Rồi hồi xưa á, là em luôn suy nghĩ giống như là mình không cần phải giàu hay là một cái gì á, em thích một cái cuộc sống giống như cổ tích vậy đó. Thì đám cưới của em cũng chỉ thích nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần có ba có mẹ thôi. Nhưng mà một mình ba em lên, em suy nghĩ là ba đứng một mình đó không biết là ba có cảm thấy buồn hay không. Người ta có vợ có chồng, một mình ba em đứng dậy dắt con gái đi lấy chồng á. Nên là em cố nén nước mắt, em không có muốn khóc. Mà cái tính của em á, em nhớ rất là dai. Mặc dù em không có để trong lòng nhưng mà nó giống như là một cái vết thương tổn thương và một cái thiếu quyết trong cuộc đời của quyết. Mình đó. Nhưng mà sau khi cưới rồi cho tới bây giờ thì mẹ có áy náy về cái chuyện mà ngày hôm đó mẹ không đi dự đám cưới em không? Em nghĩ mẹ em cũng rất là buồn nhưng mà em hiểu cái tính của mẹ em, bởi vì mẹ em cái tôi của mẹ em cũng rất là lớn. Và hồi xưa giờ là mẹ em muốn là mẹ em nói gì là tất cả mọi người đều nghe. Và hồi xưa giờ chưa có ai mà không cãi lời mẹ. Mấy người chị của em á, không cần yêu mẹ em kêu cưới là cưới. Có một mình em là em luôn đi tìm tình yêu đích thực và phải là cái cảm xúc của em chọn người đó, chứ không ai có thể dán cho em mình một cái gì. Tại vì em biết sao, bên người chăm á là chế độ mẫu hệ, là người phụ nữ quyết định đó, cho nên là nhiều khi mẹ cũng bị cảm thấy mẹ bị sốc là vì em không chịu nghe lời. Dạ, mẹ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ là mọi thứ ok rồi đúng không? Dạ quá đúng ok rồi. Luôn rồi, quá vui. Dạ, dạ. Rồi bây giờ hỏi nè, kinh tế sao bây giờ? Thì hai đứa đó. Dạ, hồi trước hai vợ chồng em nghèo, ở cái nhà trọ mà chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà em không hiểu sao em không có tiền, nhưng mà trong người em luôn cảm giác là mình sẽ rất là giàu có. Và em hay nói với ổng là bây giờ là hồi trước độc thân em là giống như đi phiêu lưu giang hồ không bận tâm, nhưng mà khi đã lập gia đình là em phải có sự ổn định. Bây giờ mình đi mua nhà anh, ổng nói trời ơi tiền ăn còn có, phải đi hàng tháng phải đi quẹt thẻ tín dụng á. Đám cưới tụi em cũng không có tiền, vợ chồng em phải đi đặt nhà hàng là phải quẹt thẻ tín dụng, sau đó đặt thùng tiền mà thanh toán ngay từ đó là cũng hết luôn. Thì mà cưới nhau về thì nằm trong phòng trọ kêu bây giờ phải đi mua nhà. Thì em mới kêu là thôi đừng có nói chuyện khùng điên nữa, nên là cổ hai kêu lắm, đau lắm. Bây giờ làm sao mà bây giờ em làm sao mà có thu nhập ổn định, anh ổn định, và mình thuê cái phòng trọ khỏi 3-4 triệu nó có cái máy lạnh đi. Chứ bây giờ phòng trọ này 1 triệu nó nóng quá chịu không nổi. Cổ kêu là bây giờ anh qua ngân hàng anh hỏi đi anh được vay bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu, thì anh về nói với em. Thì thôi cổ nói vậy thì em cũng qua ngân hàng em làm thông tin này nghe kia lời thì đó. Em về em nói là vay được là 500 triệu đó. Thì về cái là cổ mới kêu là được rồi để em đi tìm nhà. Thôi kệ bà khùng điên thì bà làm gì bà làm thì em cứ đi làm. Thì đâu đó khoảng một nửa tháng sau á, cổ mới kêu là có một căn ở bên quận 8, anh qua anh coi giùm em đi, anh kiểm tra, bởi vì em làm ngân hàng em sẽ rất là rành về pháp lý. Thì cổ mới kêu em qua kiểm tra ok hết không, thì em qua em thấy ok hết, nhưng mà cái nhà này tới 720 triệu lận. Thì bây giờ vay 500 thì tiền đâu mua, em kêu về bỏ cuộc, em kêu đừng có làm mất thời gian nữa, em quá lãng phí thời gian đi. Nhưng mà cổ rất là cố chấp. Cô kêu là hôm đó là tụi em đi không em phải dùng từ cố chấp mà tự tin vào bản thân. Không, tới giờ phút này thì em luôn luôn tin tưởng cổ. Lúc đó em đang nói cái cảm xúc lúc đó khùng khùng điên điên vậy đó. Đúng rồi, cứ nói chuyện khùng khùng điên điên cho mới cưới nhau được có mấy tháng chứ mấy, thì em vẫn chưa gọi là thuyết phục hoàn toàn như bây giờ. Thì là em mới